À, dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép em Shop Lâm Ong xin được gửi lời chào, lời kính sức khỏe đến toàn thể các bác làm thợ nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc. À, nội dung chính của video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái sản phẩm bình xịt khói Inox 304 mà cơ sở bên em đang kinh doanh. À, thì trước khi đi vào chi tiết của video ngày hôm nay thì cũng cho phép em xin được nói qua về cách thức mua bán cũng như là giao dịch của shop em để các bác nào mới vào kênh. À, các bác chưa biết thì tiện thì các bác tham khảo. À, shop em thì có địa chỉ cụ thể ở tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Nếu các bác ở gần thì các bác đến trực tiếp bên cơ sở bên em xem hàng cũng là mua hàng trực tiếp luôn. Thế còn các bác nào mà ở xa không đến được tận nơi mua hàng thì các bác cứ yên tâm là bên em là luôn nhận ship code COD toàn quốc qua đường bưu điện. Đó, nhận hàng thì quyền lợi lớn nhất của các bác là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đúng mẫu mã như trên video em quay. Các bác mới phải thanh toán qua nhân viên bưu tá. Trường hợp sai mẫu mã, sai số lượng, các bác có quyền từ chối nhận hàng và đấy là quyền lợi của các bác. Còn quan điểm shop em từ trước đến nay vẫn vậy, luôn là quay video như nào thì bán hàng như vậy. Thế nên này, nếu như các bác mà trước khi mua hàng các bác cứ tham khảo thật kỹ video mà em giới thiệu về sản phẩm đi, để tránh trường hợp khi mà shop em gửi hàng đến nơi mà nó xảy ra vấn đề gì khúc mắc thì nó cũng không hay. Nếu các bác mà đã ở gần những bác khách mà đã lấy hàng ở shop Lâm Ong em rồi á thì các bác cứ tham khảo qua ý kiến xem là shop em bán hàng như thế nào các bác nhé. Đó, và bên cạnh cái mẫu bình khói Inox 304 này thì shop em là một cơ sở chuyên sản xuất chân tầng ong lội miền Bắc với lỗ ô lăng là 46. Và là một cơ sở chuyên cung cấp đầy đủ các vật tư về ngành ong mật, ví dụ như là từ cái sản phẩm to như là thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu, thùng nuôi ong, cầu ong, thùng kế, cầu kế, đến những vật tư nhỏ như là mỏ hàn này, dọ nhốt chúa này, kim di trùng này, tấm chắn chúa, vân vân, phấn hoa bột đậu bên em có cung cấp đầy đủ cho các bác. Thì các bác có nhu cầu tham khảo và mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em Lâm Ong qua số máy mà em để ở phần tiêu đề hoặc phần mô tả. Giờ hai số máy đó thì có Zalo, nếu các bác nào mà chưa tin tưởng có thể kết nối Zalo với em thì em sẽ trực tiếp tư vấn này, gọi video em sẽ quay trực tiếp về sản phẩm cho các bác xem để các bác yên tâm các bác nhé. Và không để các bác chờ lâu, em sẽ đi chi tiết vào video ngày hôm nay. Thì bình khói ấy, thời gian vừa qua là cháy hàng khá là lâu, nhưng đợt này nhà em về số lượng lớn các bác nhé. Các bác thoải mái lên đơn, em ra chuẩn bị để làm video thì vác được 2 thùng thôi, chứ còn kho còn nhiều lắm các bác ạ. Thì cái bình khói này thời gian vừa rồi thì hết hàng thì nó cũng là tình trạng chung đó. Thế còn cơ sở bên em lần này về, và kể cả như là những mặt hàng khác, là bên em luôn là lựa chọn cái sản phẩm là hàng loại 1 để kinh doanh. Giá cả có thể chênh lệch hơn so với shop khác, thế nhưng mà shop em không đặt cái vấn đề giá lên hàng đầu, mà shop em đặt cái chất lượng của sản phẩm này lên hàng đầu. Em sẽ đi chi tiết vào video, chi tiết vào cái bình khói này. Và khi mà đóng hàng đi nhá, đóng hàng đi thì nó sẽ trong nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, các bác nhận hàng là nó sẽ được đóng trong một cái hộp bìa cắt tông như thế này. Thế còn đây là em bỏ sẵn 2 cái ra rồi. Đây, số lượng rất nhiều nhé. Đây, được bọc thêm một cái lớp ni lông nữa để đảm bảo là chống hạn chế cái nước hay là không khí vào khi mà đóng vào trong cái hộp bìa cắt tông này. Đảm bảo là bình khói luôn là mới các bác nhé. Em cầm một tay cầm máy đâm ra là quay nó cũng hơi khó. Thì tổng quan thì nó cấu tạo thì nó gồm có 2 phần. Cấu tạo thì gồm có 2 phần. Ở đây nó có một cái chốt này. Cái chốt này khi các bác sử dụng thì các bác bóp vào, các bác mở cái chốt này ra. Chốt này thì nó được thiết kế ở đây là bằng inox các bác nhé. Và cấu tạo nó gồm 2 phần này. Phần như trên màn hình các bác thấy tay em chỉ đây là cái phần đạp gió để tạo gió qua cái lỗ này vào trong cái buồng đốt này. Thì phần này nó được làm bằng da lộn. Đó, được làm bằng da lộn này. Và hai bên đằng trước sau nó có cái lớp gỗ ép để bắn viền ghim bằng nhôm như này, đảm bảo các bác là kín để bóp là nó tạo ra được rất là nhiều gió. Đó. Đây, các bác nghe này, gió rất là mạnh nhá. Và kết nối với cả cái thân bình, thân buồng đốt là một cái chốt như thế này. Chốt ở đây có 4 con ốc chốt. Và cái bình khói này thì nó được thiết kế bên ngoài là một cái lớp lưới bảo vệ bằng thép để đảm bảo là khi mà đốt nhiệt nó cao các bác có vô tình chạm tay vào nó sẽ không bị bỏng nhá. Đó, ở đây nó thiết kế một cái quai này, một cái móc này để các bác sử dụng xong thì các bác vệ sinh cái bình khói đi, các bác treo lên tủ đồ, treo lên góc tường góc nhà thì nó gọn, nó không tốn diện tích này. Và cái quan trọng nhất là ở cái bình này là nó là cái buồng đốt này, buồng đốt này là Inox 304 các bác nhá.
Thì khi mà đốt ý, thì nó chỉ nó nóng lên thì nó chỉ có chuyển sang gọi là màu đen thôi, chứ thực tế nó không bị han đâu các bác nhé. Thế còn của bền thì tại người, nếu bác nào mà dùng xong mà các bác chịu khó vệ sinh ấy, thì bình này dùng nó rất là lâu, bảo quản tốt nó phải được 4 đến 5 năm thoải mái luôn, không bị han gì. Đó. Ở trên đây, trên cái lắp này nó là có lỗ ra khói này. Lỗ ra khói này thì nó thiết kế ở đây cũng là một cái quai để các bác cầm rút ra nó tiện. Đó, các bác mở ra này. Ở bên trong này nhá, luôn là thiết kế ở trong này là một cái kiềng. Em sẽ lấy ra cho các bác xem. Kiềng này cũng là kiềng dập inox. Kiềng này thì nó có 3 chân, thì cái này về các bác phải mở ra. Đây em mở mẫu cho các bác một cái nhá. Các bác mở 3 cái chân kiềng này ra để các bác đặt xuống vào trong cái bình này. Đấy, đây để các bác hình dung nhá. Nó sẽ có một cái khoảng trống ở bên dưới. Đấy, khi các bác cho nguyên liệu vào đốt thì đạp gió, gió nó sẽ đẩy từ cái phần buồng, cái phần đạp gió sang đến buồng đốt qua cái lỗ này. Đó. Nó sẽ làm đốt cháy nhiên liệu, nó tạo khói ra. Thì các bác sử dụng thì các bác thả bên trong này, bỏ ba chân kiềng ra, thả bên trong. Đấy, em quay vào cho các bác xem này. Đấy, còn nguyên liệu để sử dụng thì các bác sử dụng rơm dạ hoặc là cành lá khô, củi khô. Thế còn thông thường như nhà em, một cách tiện nhất thì nhà em sử dụng bìa cắt tông. Đấy, em video, những video trước trên kênh em hướng dẫn các bác rất là nhiều ấy. Các bác cuốn chặt độ tầm 3 đến 4 vòng, rồi sau đó các bác khò cho nó cháy ở bên dưới đi, các bác thả vào trong bình này. Sau đó các bác sử dụng thì trong vòng khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thì thoải mái, mà nó rất là tiện, thay thế nhiên liệu hay là các bác vệ sinh cũng rất là sạch. Các bác sử dụng thì cái bình khói này nó cực kỳ là cần thiết khi mà các bác trong cái mùa khai thác mật hoặc kiểm tra đàn ong nhá. Những cái đàn ong nếu mà trong mùa khai thác mật nó rất là dữ thì cái bình khói này nó có tác dụng là giảm cái độ hung dữ của đàn ong đi, thì các bác làm ong hay khai thác mật thì nó sẽ tiện, nó sẽ ok hơn. Đó. Xem này. Đó. Và để mà mua bán được thành công với shop thì như phần đầu em đã nói đấy, các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại mà em để phần tiêu đề, phần mô tả các bác nhé. Em xin nhắc lại là shop em chuyên cung cấp vật tư về ngành ong mật, cũng như là chuyên sản xuất chân tầng ong lội miền Bắc, lỗ ô lăng 46. Thì các bác có nhu cầu cần thì cứ alo trực tiếp cho em sẽ gửi hàng tốt, sản phẩm tốt cho các bác. Đó. Và một lần nữa thì em xin được cảm ơn các bác đã xem hết video và xin chúc các bác là có những cái giao dịch thành công với shop em. Các bác đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ liên tục đăng tải trên kênh các bác nhé. Cảm ơn các bác ạ.